Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, Thái Tuế hay còn gọi là Tuế Thần, Tuế Tinh là hung thần nổi danh trong tín ngưỡng dân gian. Thái Tuế có thể trừ tà, hóa sát, thưởng thiện, phạt ác, đứng ra cầm cân nảy mực, quản lý họa phúc trên đời. Thái Tuế vốn không phải là hung thần, mà chính là hộ thần có sức ảnh hưởng lớn nhất, trông coi và khống chế cát hung, họa phúc, vận trình lưu niên từng năm của 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ phải hứng chịu những biến động khác nhau từ trị niên Thái Tuế. Con giáp phạm Thái Tuế là khi tuổi con giáp của bạn và con giáp của năm phát sinh cục diện tương xung, tương trực, tương hại, tương hình hay tương phá. Người mà phạm Thái Tuế sẽ gặp phải những điều không thuận lợi, công việc khó phất, tài lộc tan biến, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc kiếm bao nhiêu cũng hết. Vậy theo tử vi, trong năm Canh Tý 2020, có những con giáp nào đã phạm Thái Tuế? Hãy cùng kênh Phong thủy may mắn tìm hiểu trong video ngay dưới đây. Trước khi nghe kênh Phong thủy may mắn chia sẻ về top 3 con giáp này, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm những thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên là tuổi Tý. Năm 2020 là năm Canh Tý, tuổi Tý là con giáp đầu tiên phạm trực Thái Tuế, bởi vì trực Thái Tuế có địa chi trùng với tuổi Cẩm Tinh. Quý vị thân mến, người tuổi Tý có ưu điểm nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Tính cách vốn lanh lợi, hoạt bát, song đôi lúc con giáp này lại chưa có cái nhìn xa, trông rộng, còn hay tính toán thiệt hơn trong những chuyện không đáng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thực là những chú chuột rất giỏi quản lý tài chính, tiêu tiền đó nhưng vẫn rất tiết kiệm, biết cách cân đối chi tiêu, bảo đảm cho cuộc sống của mình lúc nào cũng sung túc đủ đầy. Theo tử vi năm 2020, năm 2020 là năm Canh Tý, năm bản mệnh của tuổi Tý, cũng chính là năm mà con giáp này phạm trực Thái Tuế. Chính vì thế, trong năm 2020, con giáp này sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý, sẽ gặp hạn 5 tuổi, khó khăn trở ngại trăm bề. Hung tinh hàm trì nhập mệnh sau này mang tới đào hoa cho tuổi Tý, nhưng tiếc toàn là đào hoa xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bản mệnh. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần phải biết mình là ai, biết tiến, biết thoái để tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Hơn nữa, huyết nhẫn hung tinh vẫn đang rình rập nên tuổi Tý năm 2020 muốn kiếm tiền cũng khó, luôn bị các thế lực thù địch cản trở. Có khi cơ may tài lộc đã đến tận tay rồi mà vẫn bị kẻ xấu cướp mất. Đại hào chủ về tiêu tán tài lộc âm thầm đeo bám, sở trò tiểu nhân khiến con giáp này khó mà giữ được tiền trong tay khi dằm bữa nửa tháng lại có những khoản chi tiêu ngoài dự kiến, không dùng đến tiền thì không được. Nói chung, vận hạn 5 tuổi là điều mà ai ai cũng sẽ phải trải qua. Tuổi Tý cũng đừng vì thế mà căng thẳng lo lắng quá mức. Ông trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ. Khó khăn thử thách trước mắt cũng chỉ là để tôi rèn ý chí quyết tâm, chiến đấu của chúng ta. Bạn cứ bình tĩnh tiến bước rồi đối mặt với tất cả, thành công cũng sẽ đến. Tuổi Tý trong năm Canh Tý có thể thử áp dụng các mẹo phong thủy tài lộc, mẹo phong thủy tình yêu hôn nhân để cải thiện vận trình của mình. Ngoài ra, quý nhân trong năm 2020 của tuổi Tý chính là tuổi Sửu. Tý Sửu lâm nhị hợp, nhưng chủ châu có thể giúp đỡ con giáp này trong công việc, tình cảm hay tiền bạc. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, bản mệnh hãy trân trọng sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dù khó khăn nhưng vẫn ở bên cạnh mình. Đừng tham quý phụ bần mà hối tiếc về sau. Năm 2020, người tuổi Mão phạm phải hình Thái Tuế, bởi vì tuổi Mão có địa chi với tuổi Tý. Như quý vị thường thấy, người tuổi Mão tính tình mềm mỏng, sống hài hòa với mọi người, chẳng mấy khi tỏ ý tranh giành, cưỡng đoạt, cũng chẳng có tham vọng gì quá lớn. Mặt này trong tính cách của những chú mèo đôi khi cho thấy sự cô độc, không mấy nhiệt tình, đứng trước khó khăn thử thách thì thường không có nhiều nghị lực và quyết tâm lớn cho lắm. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, tuổi Mão cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, tự lên dây cót cho bản thân để vượt qua những sóng gió trong năm hình Thái Tuế của mình. Là con giáp phạm Thái Tuế năm 2020, nếu như bản thân tuổi mèo không đủ cố gắng nỗ lực,
không đủ kiên trì, chiến đấu đến cùng thì sẽ bị khó khăn nhấn chìm, cuộc sống trở nên tồi tệ vô cùng. Trong năm Canh Tí này, bản mệnh sẽ phải chiến đấu với rất nhiều hung tinh mang hung vận tới. Quán sách hung tinh đe dọa phá tài hao lộc, vì thế những chú mèo cần phải cẩn trọng với tài sản cá nhân, nên có phương thức bảo vệ, đảm bảo tài chính của mình luôn được an toàn. Tuy hồng loan được coi là cát tinh đào hoa, song với người mà năng lượng của nó yếu hay mạnh, đào hoa quá vượng cũng sẽ trở thành đào hoa dữ. Bên cạnh những cơ hội tình duyên thì con giáp này cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm, trở thành người thứ ba hay người vướng phải phiền phức trong các mối quan hệ nam nữ. Sức khỏe của tuổi Mão trong năm Canh Tí 2020 cũng không được tốt lắm do chịu ảnh hưởng của hung tinh huyết chi. Dễ gặp phải họa huyết quang bất cứ lúc nào, cần phải cẩn trọng khi đi xa nhà hay tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong năm Tý, tuổi Mão lại có quý nhân vận khá vượng. Nhờ thế mà khi khó khăn, sẽ có quý nhân tới ra tay tương trợ, giúp con giáp này thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Hãy tự động viên bản thân để có ý chí kiên cường hơn, đối phó được với những thử thách có thể gặp phải. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ trong năm 2020 phạm Thái Tuế, cục diện Tý Ngọ tương xung khiến cho con giáp điêu đứng, vận trình sa sút nghiêm trọng, hung tinh vây hãm, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Cũng may, con giáp này bản tính lạc quan yêu đời nên dù có bị lâm vào hoàn cảnh xấu nhất cũng vẫn giữ trên môi nụ cười bình thản. Không một lời oán thán mà chỉ đơn giản là đứng ra đương đầu với thử thách trước mặt. Đại hao hung tinh có thể sẽ gây ra đủ chuyện nhằm lột sạch từng đồng trong túi của tuổi Ngọ. Vì thế con giáp này cần phải cẩn thận, kẻo gặp họa phá tài, thậm chí tán gia bại sản. Người kinh doanh cần thận trọng trong chuyện đầu tư làm ăn, cũng đừng quá tin người kẻo bị lợi dụng hay lừa gạt. Khả năng phá sản không cao, song chắc chắn là nguồn thu chẳng còn được rủng rỉnh như trước. Hối khí và kiếp sát hung tinh xuất hiện là điềm báo cho những chuyện xui xẻo có thể xảy ra. Có những lúc con giáp này tưởng chừng đã chạm tay được tới thành công thì lại bị kẻ khác cướp công. Tưởng chừng sắp được hạnh phúc thì lại có người đứng ra cản đường. Đen đủi đeo bám khiến cho bản mệnh đôi khi cũng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, một lần nữa phải khẳng định về tinh thần bất khuất kiên cường của tuổi Ngọ cũng có thể giúp cho bản mệnh vượt qua được mọi chuyện mà bình an bước qua năm Canh Tí. Tuổi Mùi, hại Thái Tuế. Năm Canh Tí 2020, tuổi Mùi phạm phải hại Thái Tuế do có địa chi hại tuổi Cầm Tinh. Như quý vị thấy, ưu điểm lớn nhất của tuổi Mùi có lẽ là tính cách hiền hòa, không có tâm cơ gì, thâm cay, sâu độc. Họ luôn đối xử với người khác bằng tình cảm chân thành, chẳng chút tính toán. Bản mệnh có nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Năm 2020 này, vận trình của tuổi Mùi không tồi. Mặc dù là con giáp phạm Thái Tuế năm 2020, nhưng sức ảnh hưởng của Thái Tuế đối với con giáp này không quá lớn. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ có nhiều đột phá trong mọi mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, tính tình mềm mỏng đến mức thiếu quyết đoán của con giáp này đôi khi cũng dễ gây họa khi mà bản mệnh tự đẩy mình làm con cừu thế mạng, không biết tự bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa lọc ngoài kia. Vì thế, dù có chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng cần phải tích cực, chủ động để giành thế thượng phong cho mình. Địa giải cát tinh sẽ giúp tuổi Mùi hóa nguy thành an, từ trong cơn hoạn nạn tìm thấy đường sống. Tử vi và long đức là hai đại cát tinh có thể tăng thêm nhân khí, giúp cải thiện vận trình theo hướng tốt đẹp hơn. Có điều, mặc dù cát tinh nhiều nhưng hung tinh cũng chẳng ít. Phá toại và cô loan hung tinh sẽ gây tác động đến vận trình tài lộc và tình duyên của con giáp này, khiến cho tuổi Mùi tình cảm rạn nứt mà tiền bạc thì tổn hao. Tuổi Dậu phá Thái Tuế. Tuổi Dậu trong năm nay, công việc bị tiểu nhân hãm hại khiến cho gặp nhiều chuyện khó khăn, thậm chí có thể hao hụt tiền tài, phá sản. Do năm nay, tuổi Dậu phạm phải phá Thái Tuế vì có địa chi phá tuổi Cầm Tinh. Kính thưa quý vị, những bạn Cầm Tinh con gà thường thích đông vui náo nhiệt, tính tình có phần nóng vội hay so đo tính toán. Đặc biệt, rất thích tiền nhưng không mấy khi có kế hoạch lâu dài nên kiếm được tiền thường vụn vặt chứ chẳng được khoản lớn như mong đợi. Song nhờ vào sự lạc quan vui tươi của mình, tuổi Dậu lại có được nhân duyên vô cùng tốt,
tạo nhiều thuận lợi cho mọi mặt trong cuộc sống. Năm 2020 là năm mà tuổi Dậu phạm thái tuế, vì thế trong năm vận trình sẽ có nhiều biến động không thể lường trước được. Con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần để đối phó. Quyển thiệt và giao sát hung tinh sẽ tấn công sự nghiệp của con giáp này, khiến cho bản mệnh sa vào những trận chiến thị phi không hồi kết. Chính vì thế, tuổi Dậu cần phải thận trọng trong từng lời nói, từng hành động của mình, biết mình là ai, đang ở đâu mà bớt nói vài lời. Muốn giải nghiệp thị phi, chớ nên nghĩ gì nói nấy. Khuyển thi sẽ đe dọa đến sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này dễ bị mệt mỏi trong người, cũng có thể hay ốm vặt. Hàm trì hung tinh kéo theo họa đào hoa xấu, khiến người ta chưa kịp vui mừng vì tình duyên đến thì đã phải đau đầu để giải quyết những rắc rối mà tình cảm mang tới. Tuổi Dậu trong năm thái tuế ghé thăm nên nói ít, làm nhiều là hơn. Cần chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, đồng thời xem xét lại phong thủy nhà ở để cải thiện tình hình sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp và tài lộc của mình. Quý vị thân mến, thông qua chương trình này, quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những con giáp siêu đen đuổi vì gặp thái tuế. Nếu quý vị và các bạn là một trong những con giáp gặp hạn trong năm 2020, hãy để lại comment về bản thân dưới phần bình luận để nhận được cách hóa giải tới từ các trợ lý của thầy Gia Cát. Cũng quên đừng nhấn like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại!